Anh đừng có đi được không? Được không? Cái thằng danh con vệ sĩ mà mày lại... Thôi anh. Xin lỗi thiếu gia. Bây giờ là đưa Từ San về, đảm bảo an toàn cho cô ấy, nhớ chưa? Dạ vâng. Anh, nhưng mà hôm nay em cảm thấy hơi mệt, anh đừng có sai em được không? Thôi, ngoan à, chịu khó. Bây giờ anh đi một việc một chút xong anh sẽ về luôn, nhá. Xin lỗi anh nhá, vừa nãy anh Hải có hơi nóng tính một chút. Không sao đâu, dù sao thì đây cũng là công việc của tôi mà. Vâng anh. Hải này, mày có thể giúp tao sang bên bàn bên kia đưa con tối cho cô ấy được không? Tao muốn kết bạn cô ấy. Đi. Mày, con bé kia. Sao? Tao không được kết bạn với cô ấy à? Không phải, nhưng mà tao nghe nói là con này nó có vấn đề về tâm lý ấy, không dây được đâu. Sao ơi, mày cứ nói thế, tội người ta. Thôi, giúp tao đi. Em ơi, có tiền. Hai người đến rồi đấy à? Khổ quá. Nay mình có thể chính thức giới thiệu với cả bạn. Đây là Tường San, người yêu của tôi. Giới thiệu với em nhé. Đây là Long, bạn thân của anh. Bạn thông cảm tí nhá. Tại vì là người yêu của tôi ấy, ngày xưa một quá khứ là xảy ra một cái số chuyện, thành ra là bây giờ hơi ngại giao tiếp với người lạ ấy. Thông cảm nhá. Không sao đâu. Tường San, xin lỗi. Cậu làm thế là có ý gì? Rõ ràng là cậu biết tôi thích cô ấy, tôi quen cô ấy trước cậu cơ mà. Nếu mà có trách ấy thì phải tự trách bản thân của mình đi. Bây giờ Tường San lại thích tao mới chết chứ. Này, thế là cái tập đoàn FVM là không thuộc về mày nữa. Cậu đã nói cái gì đấy? Có một điều nữa này. Bớt mơ tưởng người yêu của người khác đi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Này, rốt cuộc là khi nào thì anh mới chia tay con Tường San đáng ghét kia? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Với cả là anh chơi cũng chưa chán. Chưa chán? Thế con em là cái gì? Cái tay mày bị điên à? Cú đấm vừa rồi là tao dành cho Tường San. Tường San đúng chúng là một thằng chó như mày. Mày còn cú đấm vừa xong là dành cho tao, bởi vì tao đã không nói sự thật cho Tường San. Khốn kiếp. Bình thường giờ này anh Hải đã qua đón mình rồi mà. Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Anh Hải. Em đến luôn đấy. Thôi chết, mà mắt của anh bị làm sao thế này? Cái này là hôm qua anh đi có việc, thế xong rồi anh uống hơi quá chén. Anh đã lớn từng này tuổi rồi, thế mà còn không biết chăm lo cho bản thân mình nữa. Anh xin lỗi, lại làm em phải lo lắng thôi. Thôi được rồi, bây giờ anh vào trong đánh răng rửa mặt đi, xài ra đây ăn nhá. Hôm nay em tao mua những món ngon và với cả món anh thích thôi đấy. Đánh răng rửa mặt kìa. Nhưng mà
cổ của anh bị làm sao đấy? Anh bị muỗi đốt, đúng rồi. Nhà dọn anh đi làm muỗi quá. Như thế cũng không được đâu. Hay là anh bảo vệ anh Long đi, là mua cái thuốc xịt muỗi hay là cái gì em đừng nhắc tên nó nữa được không? Anh bị làm sao đấy? Chẳng nhẽ là em còn nói cái gì đấy sai à? Thằng Long nó là cái gì của anh với em mà sao tự nhiên mình đang nói chuyện mà anh cứ phải nhắc cái tên nó vào đây làm gì nhở? Thôi chán lắm rồi, thôi nhất là em đi về đi nhá. Hết hứng, đi về đi, Thôi, em biết là em có lỗi rồi đi anh. Đi về đi, chán lắm rồi ấy. Tiểu thư, bây giờ cô đi về sao? Anh Hải bảo anh đưa tôi về à? Vậy chúng ta đi thôi. Con gấu bông này... Tôi thấy nó đẹp, nên là tôi treo lên thôi. Nếu như tiểu thư không thích ý, thì để tôi bỏ nó ra nhé. À, không phải. Chẳng qua là tôi nhìn thấy nó hơi quen mắt một chút thôi. Nếu mà tôi nhớ không nhầm ấy, thì ngày trước anh Hải đã tặng tôi một con y hệt như vậy. Tiểu thư này, thật ra là cậu Hải không thích tiểu thư thật lòng đâu. Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Dạ không có gì đâu. Mày bị điên à Long? Lỡ cô ấy không chịu được cú sốc thì sao? Mình tới nơi rồi. Tường San, Tường San ơi, San. Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? Bây giờ tôi vào thăm cô ấy có được không? Tình hình bệnh nhân thì ổn rồi, nhưng mà anh vào thăm thì được, đừng nói cái gì kích động cô ấy. Vâng vâng, tôi biết rồi. Khoan đã, anh có phải là anh Hải không? Dạ, tôi không phải. Thế thì không được rồi, cô Tường San có nói là chỉ muốn gặp một mình cậu Hải thôi, nếu như là người khác ấy thì không được đâu. Vệ sĩ của tôi dạo này lại nhiệt tình quá nhở? Cùng là đàn ông với nhau, cho nên là tôi hiểu cái ánh mắt của anh là như nào. Nhưng mà thôi, để tình ngày xưa mình là bạn cũ của nhau, tôi cũng chỉ muốn khuyên anh một câu là như này thôi. Cái gì mà không phải là của mình thì đừng có cố mà tranh giành. Kẻo cố quá nó lại thành quá cố đấy. Tôn trọng Tường San cũng như là tôn trọng chính bản thân của anh thôi. Anh hãy tôn trọng cô ấy một chút đi. Nói chung là có là cái gì đi nữa thì cũng không bao giờ đến lượt mày đâu nhá. Nếu như cô ấy biết anh ngoại tình thì ngày hôm nay anh sẽ mất hết tất cả đấy. Thế mày có dám nói không? Anh, bây giờ thì để tao xem là cô ấy yêu mày hay là tin tưởng tao nhá. Anh Hải. Anh đây. Em cứ tưởng là anh đã ghét bỏ em, vào ruồng bỏ em rồi, anh vẫn đến đây sao? Ngốc đấy. Anh là người yêu của em mà, làm sao mà anh bỏ rơi em được. Nhưng mà anh bảo này, không phải là ai ở trên cái cuộc đời này cũng tốt với em giống như là anh. Cho nên là có một số người em cần phải cẩn thận đấy. Ai thế hả anh? Tiểu thư, ngày hôm nay tôi dậy sớm đi mua đồ ăn cho cô này. Anh mang ra ngoài đi, tôi không cần. Nhưng mà nếu tiểu thư không ăn, làm sao mà có sức được ạ? Bạn trai của tôi tự biết cách phải lo cho tôi như thế nào. Anh ra ngoài đi.
Ở đây đang có người ốm, cháu ra chỗ khác đá bóng đi. Tiểu thư ngồi ở đây, đợi tôi một lát nhá. Ừ, cô đi đi. Cái này là cậu cứ đưa cho tiểu thư giúp tôi. Ở đâu ra vậy ạ? Cậu cứ bảo là do anh Hải mang đi. À, dạ vâng. Con em sắp được một tháng rồi đấy. Đến khi nào thì anh mới chịu cho nó một danh phận đây? Em cứ bình tĩnh đi đã. Anh bảo em bình tĩnh thế nào được? Bố em mà biết anh là người như thế này, anh không xong đâu đấy. Em cứ yên tâm. Khi nào mà FM thuộc về tay của anh rồi, anh đảm bảo với em là anh không bao giờ để em thiệt bất cứ một cái gì nữa đâu. Lỡ cái sao nó không đồng ý thì sao? Làm gì có chuyện đấy. Nó yêu anh lắm đấy nhá. Với cả là nó cũng chả nhiều thời gian nữa đâu, nên là chắc chắn phải đưa cho anh quản lý rồi. Em bảo này, nhà nó cũng có nhiều tiền, chắc chắn là sẽ chữa được khỏi bệnh cho nó thôi. Anh cứ dùng cái này đi cho chắc ăn. Cái gì đấy? Đây là một loại thuốc mà em phải mất rất nhiều công sức mới có thể lấy được đấy. Thế á? Thế để anh thử đi mà. Thuốc này anh chỉ cần cho vào thức ăn hoặc thuốc uống của nó, rồi đến khi nào mà nó chịu ra công ty cho anh, đấy cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng. Hay nhờ. Để anh xem nhà. Ôi, nhưng mà cái này có thuốc giải không anh? Có, nhưng mà chỉ có công ty Vivu mới có thể sản xuất ra được thôi. Mà bây giờ anh đang nắm giữ được bao nhiêu cổ phần của nhà nó? Tính đến hiện tại khoảng 30%. Thế thì dùng một ít thôi, rồi sau này tăng liều lượng lên dần cho đỡ đáng nghi. Ôi, nhưng mà có chắc là em có thuốc giải không ấy? Alo chị à, có phải công ty nhà mình vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới không? Đúng rồi, chị bán cho khách đặt trước thôi. Vậy chị gửi cho em đi, bây giờ em đang cần. Vinh Long à, nếu cần thứ này thì em về nhà đi. Rồi, em đang bận lắm, em sẽ nói sau. Chị gửi cho em đi nhá. Em cảm ơn. Thiếu gia, cái này cô Mi nhờ tôi đưa cho thiếu gia. Tôi cảm ơn nhá. Cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời tới anh là cô ấy nhờ thiếu gia lắm ạ. Tường San, tôi yêu em. Tường San, Tường San ơi! Ôi, công chúa, công chưa dậy cơ. Anh à? Cẩn thận. Sao hôm nay anh sang sớm thế? Anh đến sớm để xem tình trạng của em thế nào rồi, với cả có muốn ăn muốn uống gì không anh còn chuẩn bị cho.
Đúng rồi. Nước cam anh vừa mới vắt xong đấy, uống luôn đi. À, nhưng mà từ trước đến giờ em đều bị dị ứng với nước cam mà. À, ơi nhờ, khổ quá rồi, nhiều việc đầu óc anh nó cứ lung tung hết cả lên. Khổ. Thế không muốn ăn gì không? Anh ra anh mua cho nhá. Thôi không cần đâu. Dù sao thì tí nữa người giúp việc cũng đến đây, xong rồi mua đồ ăn cho em rồi. Nên là em muốn uống cái gì em sẽ bảo với cô ấy sau, đỡ mất công anh. Xin lỗi nhá. Nhưng mà thật ra dạ, có cái chuyện này thật sự là anh không muốn giấu em chuyện này, cho nên chắc là anh phải nói luôn. Sao thế hả anh? Hôm trước thì anh cũng có gặp bác sĩ rồi, nhưng mà bác sĩ bảo là cái tình trạng bệnh hiện tại của em ấy chắc là sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa để điều trị đấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Chả phải làm sao cả. Em không phải làm gì cả, em có anh ở đây cơ mà, đúng không? Có cái là anh chỉ sợ em mệt, bởi vì một mình em cứ phải lo toan tất cả mọi thứ như thế. Có anh ở bên cạnh như thế này em cũng không cảm thấy mệt nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ em đang bệnh mà việc ở công ty thì lại nhiều như thế. Hay là em để công ty để anh quản lý hộ cho. Em giao cho anh quản lý công ty á? Ừ. Chẳng nhẽ em không tin tưởng vào năng lực của anh à? À, không phải. Ý của em không phải là em không tin tưởng anh. Anh nói thế này để cho em hiểu này. Em hiểu một cái vấn đề rất là cơ bản và đơn giản là như này nhá. Anh với em yêu nhau đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi, mình đã quá hiểu nhau rồi. Và còn một cái chuyện nữa, đấy là nếu như sau này mình lấy nhau thì tất cả tài sản thì cũng để cho con cái của mình thôi, chứ mình có cái gì đâu, đúng không? Mình làm tất cả là vì tương lai của mình cơ mà. Dạ vâng. Đấy, này đi vào. Anh chuẩn bị sẵn hợp đồng với giấy chuyển nhượng các kiểu ở đây rồi. Em ký đi nhá. Xong rồi để lại anh lo tất cả mọi thứ cho em, không việc gì em phải về ấy nhá. Đấy. Tiểu thư, xin tiểu thư đừng tin anh ta. Tại sao anh lại vào phòng này? Đi ra ngoài ngay. Anh ta không đối xử tốt với tiểu thư như tiểu thư nghĩ đâu. Làm ơn ấy, xin tiểu thư hãy tin tôi đi. Anh Hải là bạn trai của tôi, anh ấy như thế nào thì tôi tự biết, không cần anh phải lo. Anh ta cũng không nhớ đến việc cô bị dị ứng cái gì. Vậy tại sao cô lại giao cả công ty lại cho anh ta? Này, mày bớt lo mấy chuyện bao đồng lại nhá. Anh ấy chỉ là quên thôi mà. Bà đấy trước cổng bệnh viện tôi thấy anh ta. Này, thằng kia, đây không phải việc của mày, đi ra ngoài. Tôi đã ký xong rồi, đây là chuyện riêng của chúng tôi, nên là từ lần sau ấy anh đừng có xen vào. Việc này không phải việc của anh, đi ra ngoài. Tiểu thư, nghe thấy gì chưa? Thật sự luôn đấy, anh không thể hiểu được là tại sao ngày xưa anh lại bỏ tiền ra thuê cái thằng này về làm vệ sĩ đấy. Ca mình. Em biết là anh thương em mà, nhưng mà dù sao ấy thì nhà anh Long cũng rất là nghèo. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà vì thế mà lại dung túng cho anh ta được. Để xem. Chào mừng thiếu gia về nhà. Chị gái của tôi đâu rồi? Dạ, cô Diễm My đã đến từ sớm, đang đợi cậu trong nhà đấy. Được rồi, tôi cảm ơn. Dạo này công ty nhiều việc, cô Diễm My hơi bận. Mong là thiếu gia về đứng cạnh nhau với cô ấy. Tất nhiên là không rồi. Lần này tôi trở về đây là để tiếp quản tài sản của gia đình mình mà. Em đã nghĩ kỹ chưa? Rồi ạ. Em muốn trở về công ty gia đình mình.
thay chị quản lý doanh nghiệp của nhà mình. Nghĩ được như vậy là tốt rồi. Thế mà trước giờ chị chẳng hiểu sao em lại cứ thích đi làm vệ sĩ cho cái thằng giám đốc què nào nữa. Tốn thời gian. Dạ, thời điểm đó em có lý do riêng của mình. Thích cái Tường San chứ gì. Thế thì em càng phải cố gắng để trở thành người có năng lực và bảo vệ con bé nữa chứ. Vâng, bây giờ thì em đã hiểu cái đạo lý đó rồi. Em hiểu được như vậy là tốt rồi. Chị đã chuẩn bị tất cả hồ sơ giấy tờ cho em đi du học rồi đấy. Khoảng 5 năm thôi. Sau đó em sẽ trở về lãnh đạo công ty. Dạ, 5 năm thì lâu quá. Hy sinh 5 năm để bảo vệ cho người mình yêu cả đời. Như vậy là rất xứng đáng em Minh Long ạ. Chủ tịch con trẻ mà giỏi thật. Tôi nghe cô Linh nói những người khác phải mất đến 5 năm để học xong. Vậy mà đối với chủ tịch Long chỉ mất đến 3 năm để hoàn thành tất cả. Cảm ơn anh. Anh quá khen rồi. Cũng đã 3 năm rồi. Không biết bây giờ cô ấy như thế nào. Ý chủ tịch muốn nói là cô Tường San ạ? Ừ. Cô Linh kể rằng đã nhờ người luôn đứng sau để bảo vệ cô Tường San. Vậy nên tôi nghĩ sẽ không thể có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Nhưng mà hôm nay tôi cảm giác có một chút gì đó bất an trong lòng lắm. Hay là bây giờ anh qua nhà Tường San đi. Tôi gặp cô ấy một chút rồi tôi về. Dạ vâng ạ. Tôi chỉ ra ngoài có mỗi một chút thôi. Anh có cần phải đi theo rồi kè kè tôi như vậy không? Tôi chỉ làm theo lời chủ tịch Hải thôi. Ngoài cái danh xưng chủ tịch Hảo ra thì anh ta có cái gì mà dám lên mặt với tôi cơ chứ? Cái này thì tôi không rõ. Nếu muốn thì cô có thể làm việc lại với chủ tịch Hải. Phiền tiểu thư cầm đồ tôi chắc vào. Nếu không thì chủ tịch Hải sẽ không vui đâu ạ. Không vui thì mặc xác anh ta. Tôi là con ở của nhà anh ta chắc. Có mà bây giờ anh ta ấy đang sung sướng xem muốn tôi chết quách đi cho xong. Để khi đấy anh ta có thể hợp pháp hóa chiếm lấy công ty của nhà tôi đấy. Cô Linh để cho cô ở nhà là tốt với cô lắm rồi đấy. Đừng đưa đằng chân lên đằng đầu. Cậu trông cô ta kiểu gì đấy? Tôi xin lỗi chủ tịch ạ. Bỏ ra đừng có mà quá đáng. Bỏ cô ấy ra. Anh không cần phải giả vờ tốt bụng với tôi đâu. À, thì đương nhiên rồi. Tất nhiên là với cô ấy. Tôi chả việc gì mà tôi phải giả vờ cả. Dừng lại. Có thể là tôi sẽ bỏ qua cho cô cái chuyện mà cô cãi lời vệ sĩ của tôi. Nhưng mà cái việc mà lúc nãy cô dẫm vào giày của tôi ấy, thì cô phải lau cho nó sạch. Lại là mày à? Tôi là Long. Tôi đã trở về rồi này. Anh Long, anh giúp tôi thôi. Rồi. Không sao không? Cứ bình tĩnh thôi. Cứ để ở chúng nó đi đi. Bởi vì là cái con này nó cũng chả còn sống được trên cái cuộc đời này bao lâu đâu. Cô không phải sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Chủ tịch ạ. Cậu bắt xe về trước đi. Giờ tôi có việc. Dạ vâng ạ. Tường San, em sao vậy? Tôi xin lỗi anh. Hóa ra anh là người đối xử tốt với tôi. Vậy mà thời gian qua tôi đã không nhận ra điều đấy. Ban đầu thì anh Hải có vẻ là chăm lo, đối xử tốt với tôi về tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến một ngày, tự nhiên cơ thể của tôi cảm thấy là nó trở nên tiểu tụy, không còn khỏe mạnh như trước nữa. Thì đột nhiên anh ta cũng trở nên trở mặt. Thế tình hình sức khỏe của em thế nào rồi? Đã đi khám lại chưa? Làm sao mà tôi có thể khám được chứ? Bây giờ xung quanh tôi đi ăn, đi đâu hay làm cái gì cũng có một đống vệ sĩ đi theo.
cuộc sống của tôi bây giờ đã không còn là của tôi nữa rồi. Tôi xin lỗi em. Thời gian vừa rồi tôi đã không ở bên cạnh em để bảo vệ em được. Lỗi này đâu phải là của anh đâu chứ. Là do tôi sai trước. Đáng nhẽ ra là 3 năm trước tôi không nên nặng lời với anh như thế. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Người mà đối xử tốt với mình ấy thì mình không trân trọng. Còn người mà mình xem là cả thế giới thì lại chẳng ra gì cả. Không sao. Nếu như bây giờ em vẫn còn tin tưởng tôi ấy, thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Cái gì cơ? Sau bao nhiêu chuyện mà anh vẫn giúp đỡ tôi à? Tình cảm tôi dành cho em ấy, không phải là ngày một ngày hai. Ngay từ cái lần mà tôi gặp em, tôi đã mặc định rằng cả cuộc đời này tôi chỉ bảo vệ một người thôi. Lần đầu chúng ta gặp nhau chẳng phải là anh Hải đã dẫn tôi ra mắt với anh hay sao? Không phải. Tôi biết em từ trước đấy rồi. Còn trước khi em gặp Hải cơ. Em còn nhớ một lần. Cái gì cơ? Là cái tên Long đấy á? Dạ vâng. Tôi cũng không ngờ là tên Long đấy lại chính là chủ tịch của công ty Vivu ạ. Sao lại có thể là nó được nhở? Tôi nghe người ta đồn là vốn dĩ anh ta chính là con trai của chủ tịch công ty Vivu, nhưng mà bây giờ mới trở về để nhậm chức đấy ạ. Chết tiệt rồi đấy. Nếu như mà có chủ tịch của công ty Vivu chống lưng thì không biết là con bé Tường San ấy còn có thể làm ra được chuyện gì nữa. Cũng chưa chắc đâu. Bởi vì là hiện tại ở trong tay con Tường San đang không có cái gì cả. Nếu như mà dây vào nó thì chỉ đổ mất cái thời gian thôi. Đúng. Chỉ là một công ty Vivu thôi mà. Làm sao mà có thể làm hại đến công ty chúng ta được chứ? Không biết là anh đã định nói với em tên Hải đó không phải là người tốt gì đâu. Nhưng mà anh sợ em không chịu nổi cú sốc tâm lý đó. Thế cho nên anh... Vâng, do em có ít bạn mà anh Hải là người duy nhất ở bên cạnh em, nên là em lại có tính ỉ lại. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại để em có thể nhìn rõ ràng ra được anh mới là người thực sự tốt nhất với cả em. Bây giờ em đã nhận ra rồi sao? Dạ. Anh cứ sợ rằng em sẽ không nhận ra, nhưng may quá em đã nhận ra mọi thứ rồi. Em biết mà, ai tệ hay là ai tốt với em đều có thể hiểu được. Nhưng mà lần này nhất định em sẽ lấy lại tất cả những gì mà mình đã mất. Vậy thì bây giờ em sang tạo công ty Vivu của anh làm đi. Anh sẽ giúp đỡ em. Anh nói thật sao? Thật sự là bây giờ không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em cả. Em cảm ơn anh. Nhất định em sẽ cố gắng hết sức để làm lại tất cả mọi thứ. Nguồn lực duy nhất của anh bây giờ ấy, có thể là hỗ trợ em thôi. Còn lại dựa vào chính năng lực của em mà. Gì đấy? Chủ tịch ơi, không xong rồi ạ. Trong một đêm tối nhất tất cả các cổ đông quay lưng lại với chúng ta. Cái gì cơ? Tất cả bọn họ đột nhiên quay sang Vivu. Giờ chủ tịch đến công ty ngay đi ạ. Biết ngay rồi. Anh lo cái gì chứ? Dù con nhỏ đấy có được Vivu chống lưng đi chăng nữa thì nó cũng không thể cướp được SVM từ tay chúng ta đâu. Anh đang lo là con này nó có cái lá bài tẩy này. Nó giấu đi làm sao được. Năm đó chính tay nó đã ký giấy xác nhận và ra tòa rồi. Giải quyết xong xuôi hết rồi. Bây giờ nói một câu làm sao được. Được. Tình hình này là phải nhanh chóng thu mua lại tất cả cổ phiếu đi. Khi nào mà có cả công ty trong tay thì mà anh có thể yên tâm được. Được rồi, đến bà cấp dưới làm nhá. Sao lại cứ lo thế nào nhỉ? Thôi, không phải lo, ngủ đi. Tốt lắm. Vâng, cái này mình cứ coi như là quà ngày mới vào họ đi. Giá cổ phiếu tụt thấp như thế này rồi thì dù vay ngân hàng ấy cũng không thể nào mà xoay sở nổi.
Một người chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để thành công thì sẽ không bao giờ đọ được những người có thực lực đâu. Cuộc chơi này vốn dĩ người thắng chính là chúng ta rồi. Sao có bảo là cái công ty của thằng Long kia không làm gì cơ mà? Chị, em làm sao mà biết được? Đấy chỉ là một chi nhánh nhỏ, còn trụ sở chính là ở bên nước ngoài cơ mà. Hay nhờ. Đấy, nhờ cái câu mà em làm sao mà biết của cô mà bây giờ công ty của tôi sắp phá sản rồi đây này. Nhưng mà cho dù Vivo có lớn đến đâu thì cũng làm cung cái gì mà cung. Tôi dồn tất cả tiền của tôi vào mua cổ phiếu của cái công ty đấy, bây giờ nó chỉ là một công ty rỗng thôi. Nó như nào? Sao anh đánh em? Bảo sao cô mãi chỉ là một con đàn bà ngu dốt. Cô ấy chỉ để người ta dẫm đạp dưới chân mình, tôi hiểu chưa? Tình hình thế nào rồi? Dạ, trong tuần này tất cả nhân sự của SVM sẽ hoàn thành xong việc và chuyển sang Vivo ạ. Vậy cũng nhanh hơn là tôi nghĩ rồi. Dạ, thưa tiểu thư, từ ngày Chủ tịch Hải lên nắm quyền đã nhận rất là nhiều tiền hối lộ, lại còn mở cửa sau cho người nhà nữa, nên mọi người đã rất tức giận ạ. Không sao đâu, dù sao thì cũng là công ty người nhà, chuyển qua bên đó cũng được. Dạ vâng, thưa Chủ tịch. Thôi, cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người về làm việc đi nhá. Vâng ạ. Minh Long, tôi có chuyện riêng muốn nói với chủ tịch. Hai người về trước đi. Dạ vâng. Chào tiểu thư, chào chủ tịch ạ. Có chuyện gì thế? Quần của anh. Quần của tôi. Tôi xin lỗi nhá. Anh còn không mau ăn đi. Cái thuốc mà lần trước cô đưa Tường San uống ấy, nó sắp phát huy tác dụng chưa? Khoảng 3 ngày nữa. Thì có nghĩa là thời gian của cô ta là không còn nhiều. Tại sao cô ta lại không đến để cầu xin tôi nhỉ? Em cũng không biết nữa. Cô chỉ biết ăn bám tôi thôi chứ cô làm được cái trò gì. Ngày trước nếu như không phải là cô lừa tôi thì còn lâu tôi mới để mắt được cái loại người như cô. Chả được cái việc. Anh này, anh xem là em để mức giá như thế này là đã được chưa? Vẫn còn cao quá, giảm thêm một chút nữa đi. Vâng. Tường San, em sao thế? Em khó chịu quá. Em khó chịu ở đâu? Để tôi đưa em đi khám nhá. Bây giờ thì muộn rồi. Tại sao bây giờ lại muộn rồi? Em có thể nói rõ ra được không? Từ 3 năm trước, mỗi ngày anh Hải đều cho em uống một viên thuốc gì đấy. Ban đầu thì em cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà xong rồi em vẫn uống đều đặn. Cho đến một ngày mà em cảm thấy là cơ thể của mình không ổn một tí nào cả, em bảo là em muốn được đi khám. Nhưng mà từ lúc đấy thì anh Hải lại cho vệ sĩ rồi kè kè theo em, không cho em đi khám anh ạ. Tường San, em còn nhớ cái con gấu bông mà anh tặng cho em không? Em còn giữ nó chứ? Con gấu bông á? Có phải là từ rất lâu rồi không ạ? Đúng rồi đấy, em còn giữ nó không? Mang ra đây đi. Anh đợi em một chút nhá. Em đi từ từ thôi. Móc chìa khóa con gấu này đúng không anh? Anh tìm nó làm gì thế ạ? Tại sao lại có cái thứ này ở trong đấy ạ? Vẫn còn mùi thảo dược, chứng tỏ cái này không bị hỏng. Cái này là do anh để vào đây. Sao lại thế được chứ?
Chẳng phải là con gấu này là do anh Hải tặng em từ rất lâu rồi hay sao? Không phải, là anh tặng. Em nhớ là từ rất lâu rồi anh Hải đã tặng cái này cho em mà. Thật ra là ban đầu anh muốn tặng quà làm quen em, nhưng anh rất là ngại, thế cho nên anh đã nhờ Hải. Sau khi Hải biết em là tiểu thư con nhà giàu, Hải đã lén lút đâm sau lưng anh. Hóa ra là như vậy. Con gấu này anh mua 2 con. Một con anh đưa cho Hải, một con còn lại chính là con mà anh để đầu giường của em đấy. Chắc là hôm Hải đưa em về, em thấy trên ô tô nên em thấy quen đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái hôm mà Hải bắt em uống cốc nước đó ấy, anh đã biết, nhưng anh nói ra em không tin anh nên bắt buộc phải làm như vậy. Hóa ra là từ trước đến nay lúc nào anh cũng âm thầm bảo vệ cho em hết, thế mà em lại không tin anh. Thật sự là cả một đời này em đã nợ anh quá nhiều rồi. Chính vì lý do đó nên anh mới không muốn nói ra với em. Anh không muốn em nghĩ em đang mắc nợ anh. Cô bị điên à? Bây giờ cô bảo tôi ngồi đây đợi. Thì theo lẽ thường tình là thế mà. Tường San phát bệnh không rõ lý do, họ phải đến tìm anh mới đúng chứ. Này, tôi nói cho cô biết nha, đừng có làm mất thời gian của tôi nữa. Giờ hơi vừa thôi. Alo, cho tôi hỏi đây có phải là bên bảo hiểm của chủ tịch Hải không ạ? Tôi báo công an rồi, cấm có chạy. Năm đó anh Hải đã chuốc thuốc khiến Tường San bị yếu. Tôi có thuốc giải. Trước khi cô xem ấy, cô không kiểm tra xem đó là thuốc của hãng nào. Là của công ty Vivo. Đó là công ty của tôi. Bây giờ cô thử nói xem, tôi có cần thuốc giải của công ty nhà cô nữa không? Hai người tha thứ cho tôi được không? Tôi có thể tha thứ cho cô, nhưng mà pháp luật thì sẽ không đâu. Anh Hải đã từng là chồng của cô, vậy mà cô vẫn nỡ lòng nào làm những chuyện ra như vậy sao? Anh ta đối xử với tôi tệ bạc như thế, con run réo lắm cũng quằn chứ, làm sao mà tôi có thể chịu đựng được? Cô nói như thế là sao cơ? Chúng tôi có con với nhau đã 3 năm rồi, nhưng mà anh ta vẫn không hề coi tôi là vợ. Chí là anh ta còn không thèm quan tâm gì đến con cái của tôi nữa. Vì vốn dĩ cô chưa bao giờ có được những điều đó, cô sẽ không bao giờ viết được 2 từ hạnh phúc đâu. Gieo nhân nào gặp quả đấy, tốt nhất đừng trách người khác nữa. Em đã chịu đựng cô ấy bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ em vẫn còn muốn chịu đựng tiếp à? Không phải, nhưng mà em cũng hiểu được là nếu không phải là Linh thì chắc chắn anh Hải cũng sẽ cặp kè với một người khác thôi. Em không muốn cả đời này của mình sẽ sống trong thù hận mãi. Được rồi. Kể từ ngày hôm nay, FVM chính là Vivo, mà Vivo cũng là FVM. Chúc cho sự hợp tác chúng ta thành công trong tương lai. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà không có anh thì em không biết là bao giờ em mới có thể lấy lại được công ty nữa. Sao này, nếu như sau này em có gặp khó khăn gì, hãy tìm tới FVM. Anh luôn đợi em ở đây. Dạ vâng ạ.
Em xin phép. Minh Long, em thích anh. Tường San, em có biết là anh đợi em câu này lâu lắm rồi không? Anh cũng thích em. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, nhưng mà em đã băn khoăn không dám nói. Nhưng mà lần này em sợ nếu mà em không nói ra thì em sẽ để mất anh mất. Và em lại không muốn điều đó xảy ra. Tường San, cho dù sau này em có đi đâu, anh cũng sẽ đuổi theo em. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội. Anh sẽ không bỏ lỡ em đâu.